Đây là bộ điều khiển HTC VIVE, bộ điều khiển dành cho môi trường thực tế ảo. Nhưng trước khi tôi chỉ cho bạn cách hoạt động, hãy đăng ký kênh vì tôi xuất bản video mới hàng tuần. Đây là bộ điều khiển được phát triển đặc biệt để cho phép tương tác với thực tế ảo, cho phép người dùng tương tác với thế giới ảo. Bộ điều khiển này giao tiếp vị trí góc quay và chuyển động với thiết bị thực tế ảo tái tạo sự tương tác và chuyển động này trong môi trường ảo nơi bạn đang ở với bộ điều khiển này bạn có khả năng tái tạo trực tiếp tất cả các chuyển động vật lý của mình trong thực tế ảo ngoài các chuyển động bộ điều khiển này còn cho phép tương tác xúc giác với bộ chọn quay và bộ kích hoạt cho phép bạn chọn nhấn hoặc kích hoạt các loại tương tác khác nhau mà bạn thấy trong môi trường ảo và vì bộ điều khiển này không có dây nên nó cho phép bạn di chuyển tự do hơn cho phép bạn di chuyển trong không gian ba chiều với phản hồi xúc giác trải nghiệm thực tế ảo sẽ trở nên sống động và chân thực hơn khi bạn cảm nhận được hậu quả của việc tương tác ảo với các yếu tố kỹ thuật số bạn có thể chỉ sử dụng một bộ điều khiển hoặc sử dụng hai bộ điều khiển mỗi tay một bộ điều khiển Điều này sẽ phụ thuộc vào loại tương tác bạn muốn thực hiện hoặc loại trò chơi hoặc ứng dụng thực tế ảo mà bạn muốn tương tác. Về đặc tính kỹ thuật, bộ điều khiển HTC VIVE có 24 cảm biến giúp phát hiện mọi chuyển động và xoay của bạn. Để tương tác, bạn có thể sử dụng bộ chọn xoay để thay đổi các tùy chọn hoặc nhấn nút để kích hoạt các chức năng. Nó không có dây nên bạn có thể đi bất cứ đâu mà không bị phụ thuộc vào độ dài của dây. Máy có pin sạc, sạc qua micro USB nên bạn không phải lo lắng về việc thay pin. Và nó chỉ nặng 203 gram. Đây là một trong những bộ điều khiển thực tế ảo tốt nhất, tương thích với các hệ thống khác nhau. Nhưng trong những tuần tới, tôi sẽ trình bày một số dự án thực tế ảo và cách tương tác trong môi trường ảo. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách xây dựng các tòa nhà, hoàn thành nhiệm vụ trong trò chơi khám phá không gian văn hóa hoặc khám phá các thành phố mới tất cả đều sử dụng kính thực tế ảo nếu bạn chưa thử thực tế ảo tôi khuyên bạn nên thử bởi thực tế ảo là công nghệ có khả năng đánh lừa các giác quan của bạn trong đó hệ thống máy tính tạo ra các hiệu ứng hình ảnh âm thanh và xúc giác tạo nên sự đắm chìm hoàn toàn trong môi trường mô phỏng và bạn có thể xem và khám phá những môi trường ảo hoàn toàn khác nhau trong chính ngôi nhà của mình và đó là một trải nghiệm bạn sẽ thích thú hiện nay hãy đăng ký kênh vì tôi xuất bản video mới mỗi tuần và tôi sẽ cho bạn xem một số dự án thực tế ảo